kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, đối với con người, những phát minh mới ban đầu luôn hướng tới mục đích làm cho cuộc sống của chúng ta thuận tiện hơn. Tuy nhiên, nhiều lúc chúng ta không thể kiểm soát nổi những phát minh của chính mình, dẫn đến những lo ngại của xã hội đối với những thứ mới. Phát minh mới thường đi kèm với cách suy nghĩ mới, lối sống mới, ngôn ngữ mới và rất nhiều hệ lụy kéo theo. Sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông mới, đặc biệt là mạng xã hội ở Việt Nam những năm qua, đã tạo nên những thay đổi sâu sắc trong đời sống văn hóa xã hội nói chung và đặc biệt lối sống của thanh thiếu niên nói riêng. Những thay đổi ấy không chỉ dừng lại ở những biểu hiện bên ngoài xã hội hay con người, mà nó còn làm thay đổi bản chất của xã hội cũng như chính đời sống tâm lý, tư tưởng, thói quen của mỗi con người theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Cuốn sách Mạng xã hội đối với lối sống của thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay do tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương chủ biên cùng tập thể các tác giả là kết quả nghiên cứu từ một đề tài nhánh thuộc chương trình khoa học công nghệ cấp bộ năm 2017-2018. Đây là công trình mang ý nghĩa cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn khi phân tích một số tác động của các phương tiện truyền thông mới đối với lối sống thanh thiếu niên, từ đó lý giải những thay đổi văn hóa xã hội chung ở Việt Nam vốn rất hấp dẫn, song khó và phức tạp. Quý vị và các bạn thân mến, mạng xã hội, một trong những dịch vụ trên nền tảng Internet, đã và đang có sức hút rất lớn đối với giới trẻ Việt Nam cả ở đô thị lẫn nông thôn. Bản chất của các mạng xã hội là dịch vụ kết nối chia sẻ thông tin của các cá nhân, các nhóm trên Internet với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian. Với hàng loạt tính năng như chat voice, chat email, giải trí, phim ảnh, thời trang, game, thể thao, chia sẻ file, mua bán, hội đáp, blog. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, đối tượng sử dụng mạng xã hội chủ yếu là thanh thiếu niên, những người ngày càng có nhiều cơ hội tham gia vào thế giới thông tin và kết nối vô cùng rộng lớn, cùng lúc có thể tiếp cận với nhiều hệ tư tưởng và giá trị sống khác nhau. Không thể phủ nhận những tác động tích cực của mạng xã hội đối với giới trẻ nếu họ biết cách sử dụng chúng một cách hợp lý, như thể hiện bản thân, và trong nhiều trường hợp, nó có thể giúp họ tìm kiếm những cơ hội phát triển bản thân. Kết nối bạn bè, hợp tác nhiều mặt, tiếp nhận thông tin, học hỏi kiến thức và kỹ năng giúp hoàn thiện bản thân, cơ hội kinh doanh khi mạng xã hội chính là một môi trường kinh doanh khá lý tưởng. Mang đến lợi ích nhất định về sức khỏe, dựa vào một số nghiên cứu khoa học về việc sử dụng Internet đối với quá trình hoạt động và phát triển não bộ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, mạng xã hội cũng có không ít những ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến lối sống của giới trẻ, như việc sử dụng thái quá dẫn đến chứng nghiện mạng xã hội, gây ra hàng loạt các hệ lụy đáng tiếc. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt và lao động của mọi cá nhân, tình trạng khủng hoảng, nhiễu loạn thông tin, gây rối dư luận. Tất cả những hiện tượng tiêu cực đang trở thành mối nguy hại ảnh hưởng tới lối sống, tư tưởng, tinh thần của thanh thiếu niên nước ta hiện nay. Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông mới tới đời sống văn hóa xã hội nói chung, lối sống của con người Việt Nam nói riêng đã và đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà quản lý cũng như các nhà nghiên cứu. Nằm trong xu thế đó, cuốn sách Truyền khảo Mạng xã hội đối với lối sống của thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay đi sâu khảo sát, tìm hiểu mối tương tác giữa mạng xã hội và lối sống của thanh thiếu niên theo hướng tiếp cận liên ngành, đặc biệt là tiếp cận thể chế, rất có ý nghĩa trong việc xác định sự tác động nhiều chiều, tích cực và tiêu cực, những thách thức và cơ hội mà mạng xã hội đem lại cho quá trình hình thành lối sống của giới trẻ hiện nay. Mục đích nghiên cứu của công trình này là nhằm nhận diện, đánh giá tác động của mạng xã hội đối với lối sống của thanh thiếu niên. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp quản lý nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực, phát huy tác động tích cực của mạng xã hội trong việc xây dựng lối sống của thanh thiếu niên. Ngoài phần mở đầu và kết luận, cuốn sách được kết cấu thành 4 chương như sau. Chương 1. Cơ sở lý luận và tổng quan về mạng xã hội. Trong chương này, tác giả đã đưa ra các khái niệm,
quan điểm lý thuyết trong nghiên cứu về tác động của các phương tiện truyền thông mới đối với lối sống của thanh thiếu niên ở Việt Nam hiện nay, mô tả khái quát tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, quá trình hình thành phát triển của mạng xã hội trên thế giới, ở Việt Nam về diện mạo của một số mạng xã hội phổ biến Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Chương 2. Thực trạng sử dụng mạng xã hội của thanh thiếu niên hiện nay. Từ việc xác định được mục đích sử dụng mạng xã hội, nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu quan điểm của thanh thiếu niên về việc sử dụng mạng xã hội trên cả hai phương diện, tích cực và tiêu cực. Mặt khác, sự ảnh hưởng của mạng xã hội đang được các bạn thanh thiếu niên nhìn nhận theo nhiều chiều hướng khác nhau. Một bộ phận ủng hộ với những đánh giá tích cực, một bộ phận không ủng hộ với những đánh giá tiêu cực. Song dù thế nào, thì kết quả mang lại từ khảo sát thực tế cũng đã phần nào khẳng định về những bước tiến khả quan của các trang mạng xã hội ở Việt Nam trong tương lai với số lượng người sử dụng tiếp tục gia tăng. Và kết quả điều tra khảo sát thực trạng sử dụng mạng xã hội của giới trẻ Việt Nam hiện nay cũng chính là cơ sở để nhận diện và đánh giá những tác động của mạng xã hội đối với lối sống của nhóm xã hội này. Chương 3. Nhận diện đánh giá tác động của mạng xã hội đối với lối sống của thanh thiếu niên hiện nay. Tác giả đã chỉ ra những khoảng trống hạn chế của mạng xã hội đã ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm sinh lý của thanh thiếu niên. Đặc biệt, mạng xã hội đang được xem là một trong những nguyên nhân gây ra sự suy giảm khả năng tương tác trực tiếp giữa người với người. Đây chính là một trong những mặt trái của thế giới số và ảo, cũng là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng khoảng cách số giữa các cá nhân, làm lỏng lẻo các mối quan hệ trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và xã hội của một bộ phận thanh thiếu niên. Chính những vấn đề tiêu cực đó đang đặt ra yêu cầu quản lý mạng xã hội với các giải pháp phù hợp và khả thi nhằm một mặt giảm thiểu sự ảnh hưởng tác động xấu, đồng thời phát huy được vai trò tích cực của mạng xã hội trong việc xây dựng văn hóa, lối sống của thanh thiếu niên hiện nay. Chương 4. Xu hướng phát triển và giải pháp phát huy vai trò của mạng xã hội trong xây dựng lối sống của thanh thiếu niên hiện nay. Ở chương này, tác giả đã đưa ra dự báo xu hướng phát triển và tác động của mạng xã hội đến lối sống của thanh thiếu niên, cũng như đề xuất giải pháp quản lý, phát huy vai trò của mạng xã hội trong việc xây dựng văn hóa, lối sống của thanh thiếu niên hiện nay. Chính sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ thông tin nói chung và các phương tiện truyền thông mới nổi tiếng đã khiến cho việc dự báo cũng như là sự kiểm soát về ảnh hưởng, tác động của mạng xã hội tới các phương diện lối sống của thanh thiếu niên trở nên hết sức phức tạp và khó khăn. Song hành với những thuận lợi mà mạng xã hội mang lại sẽ là sự ảnh hưởng tác động mạnh mẽ hơn nữa đến lối sống con người. Và chính sự tác động của mạng xã hội tới các phương diện lối sống của thanh thiếu niên tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp đã đặt ra nhu cầu về hệ thống các giải pháp quản lý kịp thời mang tính khả thi. Nếu xét về mặt thực tiễn, có thể nói công trình này có ý nghĩa thiết thực qua việc đề xuất những giải pháp ứng phó hữu hiệu nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực, phát huy tác động tích cực của mạng xã hội trong việc xây dựng văn hóa lối sống của thanh thiếu niên, những chủ nhân tương lai của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Quán triệt tinh thần của nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Sau cùng, thông qua cuốn sách Mạng xã hội đối với lối sống của thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay, hy vọng sẽ có những đóng góp nhất định cho lĩnh vực nghiên cứu văn hóa, quản lý văn hóa, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập ở các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách này tại Thư viện tỉnh Tây Ninh và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng YouTube Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.